những thông tin chính yếu cùng chương trình ngày mới. Tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, Ukraine phong tỏa tài khoản ngân hàng tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất nước. Tòa án Hàn Quốc lần đầu tiên ra phán quyết bồi thường cho nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc tung ứng dụng AI tương tự như ChatGPT. Tiêu điểm quốc tế, NATO tập trận mô phỏng chiến tranh với Nga, chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự. Guinness, Thái Lan lập kỷ lục biểu diễn Muay Thái với hàng ngàn võ sĩ. Xuân Ngọc Quốc Huy xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày mới hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật tràn đầy năng lượng để cùng đồng hành với chúng tôi xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, trong khoảng thời gian hiện tại thì vẫn đang là tháng Giêng tính theo âm lịch. Và trong khoảng thời gian này thì ở các địa phương ở trên cả nước sẽ tổ chức rất là nhiều những lễ hội khác nhau để đón chào một năm mới, một xuân Quý Mão năm 2023. Vậy thì không biết Xuân Ngọc đã tham gia một lễ hội nào trong năm nay chưa ha? Dạ vâng ạ, và thật sự là khi mà theo dõi thì tôi thấy có rất là nhiều những cái lễ hội đang diễn ra làm cho mình vô cùng là hào hứng luôn. Và thật sự thì tôi cũng đang tham khảo qua lịch trình để mà nếu mà có cơ hội thì mình sẽ tới mình tham dự. Bên cạnh đó thì điểm qua trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ có một vài gợi ý lễ hội rất là đặc sắc gửi đến cho quý vị ạ. Vâng, và ngoài việc nắm rõ các lịch trình của các lễ hội sẽ diễn ra trong các ngày khác nhau thì quý vị chúng ta hãy lưu ý giữ gìn sức khỏe cũng như là bảo quản tư trang khi mà tham gia ở những khu vực đông người. Và chi tiết như thế nào thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình, và mở đầu đó chính là 30 giây đầu ngày. Mở đầu chuyên mục 30 giây đầu ngày là những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, một tòa án Ukraine ngày 7 tháng 2 đã ra lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng của tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất ở nước này là Ferrexpol Moldova Mining, FPM, để điều tra những vấn đề liên quan đến tham nhũng. FPM bị cáo buộc có những khoản thanh toán không minh bạch liên quan đến thuế khai thác từ năm 2018 đến năm 2021. FPM cho biết họ phủ nhận tất cả các cáo buộc và sẽ kháng cáo quyết định của tòa án. Tháng 9 năm ngoái, một phiên tòa phúc thẩm phán quyết rằng cổ phần của FPM được bán vào năm 2002 cho cựu giám đốc điều hành Konstantin Zevago và các bên khác là không hợp lệ. Ông Zevago bị bắt tại Pháp vào cuối tháng 12 theo yêu cầu của Ukraine vì cáo buộc tham ô và rửa tiền. Cũng vào ngày hôm qua, một tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh cho chính phủ phải bồi thường cho một nạn nhân trong chiến tranh Việt Nam diễn ra vào những năm 1970, có sự tham gia của khoảng 300.000 quân đội Hàn Quốc. Phán quyết này đánh dấu sự thừa nhận pháp lý đầu tiên về trách nhiệm của Hàn Quốc đối với các hành động tàn ác trong chiến tranh và có khả năng mở đường cho các nạn nhân khác đòi bồi thường. Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra lệnh cho chính phủ bồi thường khoảng 30 triệu won, tương ứng với 23.800 đô la cho Nguyễn Thị Thanh hoặc Nguyễn Thị Thành, một nạn nhân sống sót sau vụ sát hại thường dân của quân đội Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam vào năm 1968. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã tham vấn chặt chẽ với phía Việt Nam về các vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao hướng tới tương lai, được chính thức thiết lập vào năm 1992. Mạng xã hội nổi tiếng Baidu của Trung Quốc vừa cho biết họ đã hoàn thành thử nghiệm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tương tự như ChatGPT có tên là Ernie Bot và sẽ tung ra vào tháng 3. Thông tin này đã khiến cổ phiếu của công cụ tìm kiếm khổng lồ này đang niêm yết tại Hồng Kông tăng đến 15,3%. Một loạt các cổ phiếu AI của Trung Quốc cũng tăng giá chóng mặt khi thế giới đang lên cơn sốt với những gì mà ChatGPT có thể làm được. Làn sóng cạnh tranh về AI đang hết sức sôi động khi mới đây, chủ sở hữu của Google là tập đoàn Alphabet cũng vừa thông báo sẽ ra mắt dịch vụ chatbot và bổ sung nhiều tính năng AI hơn cho công cụ tìm kiếm của mình, trong khi Microsoft cũng lên kế hoạch sớm tung ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới. Còn Ernie Bot chính là câu trả lời của các đối thủ Trung Quốc. Baidu cho biết Ernie có thể học hỏi và thực hiện các tác vụ như hiểu được nhiều ngôn ngữ, soạn thảo văn bản và thiết kế hình ảnh. Baidu dự kiến cung cấp dịch vụ này dưới dạng một ứng dụng độc lập và dần dần hợp nhất nó vào công cụ tìm kiếm của mình bằng cách kết hợp các kết quả do chatbot tạo ra khi người dùng đưa ra yêu cầu tìm kiếm.
Chuyển sang tin tức trong nước, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch COVID-19 để thành phố có hình thức xử lý. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế thanh kiểm tra việc quyết toán nguồn ngân sách nhà nước sử dụng để mua sắm, việc giao nhận và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phòng chống dịch COVID-19, rà soát các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư để xem xét xử lý theo quy định. Sở Nội vụ kiểm điểm xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hình thức xử lý. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý, chấn chỉnh các tồn tại, khuyết điểm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, báo cáo kết quả trong quý 2 năm 2023. Theo thông tư số 21/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 6 tháng 2 năm 2023, cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc từ đủ 2 cho tới 5 năm phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Các vị trí phải chuyển đổi công tác định kỳ gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản. Cán bộ, công chức cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường có nội dung về xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ dung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định, thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước cũng thuộc đối tượng chuyển đổi công tác định kỳ. Tiếp tục chương trình cùng chuyên mục tọa độ thế giới, thưa quý vị, trong suốt nhiều năm qua, Nga và NATO liên tục tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự quy mô ngày càng lớn để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với nhau. Liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù NATO vẫn luôn nói rằng những hỗ trợ của họ cho Kiev không có nghĩa là họ muốn đối đầu trực diện với Nga, nhưng trước nhiều lo ngại căng thẳng leo thang, mới đây, Liên minh đã có cuộc tập trận mô phỏng một cuộc giáp lá cà trực tiếp với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, người trực tiếp quan sát tập trận cho biết, họ hy vọng sự chuẩn bị này không quá muộn trước bối cảnh có nhiều dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công tổng lực trong vài tuần tới. Xe tăng Leopard 2 tương tự như những chiếc sắp được triển khai tới Ukraine, đang được điều khiển bởi những binh sĩ Đan Mạch xông vào các vị trí của kẻ thù giả định. Quân đội Pháp tiến hành tấn công giáp lá cà nơi tiền tuyến, trong khi binh sĩ Estonia đóng giả làm quân đối phương. Tất cả đang trong một cuộc chiến mô phỏng với Nga, thuộc cuộc tập trận mùa đông thường niên của NATO ở vùng Baltic nhằm gắn kết liên minh đa quốc gia này thành một lực lượng chiến đấu duy nhất. Cuộc tập trận năm nay có nhiều khác biệt. Quân đội Pháp được triển khai với số lượng hơn. Với chiến tranh vẫn đang hoành hành ở Ukraine cách đó không xa, các chỉ huy cho biết các khóa huấn luyện này có cảm giác chân thực hơn nhiều. 2/3 trong số 44 xe tăng tham gia tập trận là xe tăng Challenger 2 của Anh. Nhiều xe tăng tương tự như vậy cũng sẽ sớm được triển khai tại Ukraine. Bài học kinh nghiệm ở đây rất có giá trị đối với lực lượng Ukraine. Cách liên lạc giữa xe tăng Challenger và Leopard là rất quan trọng và nếu được sử dụng đúng cách, chắc chắn nó có thể thay đổi cuộc chơi. Cả hai loại xe tăng này đều có thể chiến đấu vào ban đêm. Với hệ thống quan sát hiện đại, chúng cũng có khả năng vừa tấn công mục tiêu trong khi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Người Ukraine nói rằng họ muốn sử dụng xe tăng Leopard 2 vì nắm đấm sắt của nó có thể chọc thủng phòng tuyến của Nga và giành lại những lãnh thổ mà họ đã mất. Điều quan trọng là điều đó sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm, bởi vì huấn luyện người điều khiển xe tăng phải mất 2 tuần, huấn luyện một đội quân kết hợp bao gồm 4 người phải mất 2 tháng. Tuy nhiên, có thể phải mất đến 2 năm mới có thể đào tạo một lực lượng có thể giành lại lãnh thổ. Theo dõi cuộc huấn luyện là Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, quốc gia đã chi đến 1% GDP để hỗ trợ Ukraine. Ông nói mong muốn đưa xe tăng tới Ukraine sớm nhất. Tôi thực sự hy vọng rằng vẫn chưa quá muộn, bởi vì tất cả chúng ta đều có cảm giác rằng sẽ sớm có một trận tấn công lớn từ Nga, thậm chí là trong tuần tới. Cuộc tập trận của Ukraine vẫn đang diễn ra và tại Ukraine, quân đội cũng đang bắt đầu chạm tay vào những mảnh thú như thế này và việc sử dụng chúng có hiệu quả đến mức nào có thể chúng ta sẽ được sớm chứng kiến trong một ngày không xa.
Cùng chuyển sang chuyên mục Guinness Thế giới, một nhóm gồm 3.660 võ sĩ đã tham gia một buổi biểu diễn điệu nhảy Muay Thái tập thể ở Prachuap Kirin Khan vào ngày 6 tháng 2, chính thức thiết lập một kỷ lục Guinness Thế giới mới. Và thưa quý vị, điệu nhảy này còn có tên gọi là Quadru, thường được biểu diễn trước các trận đấu Muay Thái với ý nghĩa là thể hiện lòng kính trọng đối với thầy cô, cha mẹ và tổ tiên. Kỷ lục trước đây cho danh hiệu màn trình diễn Quadru tập thể lớn nhất chỉ có 250 người, kém xa kỷ lục ấn tượng lần này. Muay Thái là môn thể thao được gọi là nghệ thuật của tám chi vì các võ sĩ chỉ được phép tấn công đối thủ bằng sự kết hợp của chân, đầu gối, khuỷu tay và nắm đấm. Ngày 6 tháng 2 được gọi là ngày Muay Thái ở Thái Lan, được tổ chức để vinh danh vua Samphet VIII, còn được gọi là vua hổ, để đánh dấu lễ đăng quang của ông vào năm 1702. Những thông tin chính yếu tiếp theo: tiêu điểm trong nước thành lập đoàn kiểm tra toàn quốc, quyết chặn tiêu cực trong sát hạch lái xe; chính phủ bổ sung vốn cho các tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia; đường sắt giảm giá vé phục vụ khách đầu năm Quý Mão 2023; online toàn cảnh, hiểm họa từ tình trạng chó thả rông không dọ mõm; sách là bạn, hình ảnh phụ nữ Việt Nam nổi bật dưới ngòi bút của tác giả Hà Lan. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý trong nước. Trong những năm gần đây, đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe được Bộ Giao thông Vận tải quan tâm, chỉ đạo bằng việc xây dựng, trình chính phủ ban hành các nghị định xây dựng, ban hành các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, Cục Đường bộ, các sở giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Khẳng định đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe ảnh hưởng lớn đến xã hội và trực tiếp đến người dân, đơn vị vận tải, an toàn và tai nạn giao thông. Phía Bộ Giao thông Vận tải nhìn nhận lĩnh vực này luôn tiềm ẩn có thể xảy ra tiêu cực. Kế hoạch do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ ký cho biết, việc thanh kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nếu có. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ: việc thanh kiểm tra cũng nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đồng thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại vi phạm nếu có và hướng dẫn các đơn vị được thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cục Đường bộ Việt Nam, các sở giao thông vận tải sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý. Việc thanh kiểm tra phải xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải. Việc kiểm tra này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xong trong tháng 4 năm 2023. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tăng cường thanh kiểm tra tại các sở giao thông vận tải, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe. Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành công an, y tế và các bộ ngành trong quản lý, giám sát đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Thời gian qua, chất lượng đào tạo, sát hạch cũng được nâng cao, đảm bảo được kỹ năng điều khiển phương tiện của học viên, góp phần giảm sâu tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các giải pháp về công nghệ đã được áp dụng để giám sát chặt quá trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô, đáp ứng yêu cầu phòng chống tiêu cực. Chuyển sang cụm tin vắn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho Bộ Giao thông Vận tải.
Thủ tướng bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022 với số tiền là 31.392 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án đã được Quốc hội cho phép chuyển từ vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh chính phủ thành vốn cấp phát ngân sách nhà nước. Trong 5 dự án trên có một dự án do Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, và 4 dự án do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ngành giao thông dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành khoảng 5.000 km đường cao tốc trên cả nước và xây dựng 172 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 29.795 km. Đây là nội dung trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Bộ Giao thông Vận tải công bố. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%, tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện gắn với gói 2% lãi suất và cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên. Thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại tọa đàm với chủ đề Nghị quyết 01 đột phá hỗ trợ doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, tín dụng nhà ở xã hội, tín dụng tiêu dùng với gói lãi suất thấp, gói 20.000 tỷ đồng từ các công ty tài chính tiêu dùng đăng ký. Liên quan đến gói lãi suất 2%, ông Lệnh cho biết Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang yêu cầu thực thi theo hướng công bố quy trình, thủ tục triển khai đầy đủ, hướng dẫn cho khách hàng thực hiện. Đến nay, doanh số cho vay từ gói hỗ trợ này khoảng 35.600 tỷ đồng, tăng mạnh so với trước đó. Theo nhịp tình hình di chuyển sau Tết Quý Mão năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Harako cho biết nhằm phục vụ khách nhân dịp đầu năm mới Quý Mão năm 2023, ngành đường sắt triển khai nhiều chương trình giảm giá vé sau Tết đối với các đôi tàu khách thống nhất SE1, SE2, SE5, SE6, chương trình được áp dụng kể từ ngày hôm qua, ngày 7 tháng 2. Dạ, và cụ thể thì hành khách mua vé cá nhân sẽ được giảm giá vé khi mua trước nhiều ngày đi tàu đối với vé mua có cự ly vận chuyển từ 900 km trở lên. Theo đó, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 đến 9 ngày sẽ được giảm 5% giá vé, trước từ 10 tới 19 ngày sẽ được giảm 10% giá vé, trước 20 tới 39 ngày sẽ được giảm 20% và mua vé trước từ 40 ngày trở lên sẽ được giảm 30% giá vé. Tuy nhiên, chính sách giảm giá này không áp dụng với loại chỗ giường nằm khoang 4 giường, 2 giường tàu SE1. Chuyển sang một thông tin về văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố các quyết định ghi danh di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chính quyền nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Theo đó, có 9 di sản ở các tỉnh, thành phố được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này, gồm lễ hội Kỳ Yên, Đình Di An, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, lễ hội Đình Thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lễ hội Đền Hóa Dạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, lễ hội Đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bên cạnh đó, Mo Mường thuộc các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, thành phố Hà Nội, lễ hội Thái Bình Sướng Ca, xã Thanh Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam, thị xã Tân Châu và huyện An Phú, tỉnh An Giang, nghệ thuật sân khấu dì kê của người Khmer, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, lễ ăn mừng đầu lúa mới của người Rackline, xã Phước Hòa, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị, mới đây cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước vụ việc một người cha bị hành hung vì bảo vệ con trai trước chú chó không đeo dọa mõm xảy ra tại chung cư quận 7 Sài Gòn Riverside, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thưa quý vị, bên cạnh hành vi côn đồ của chủ chó, vấn đề được nhiều người quan tâm, mổ xẻ trong câu chuyện chính là việc thả rông chó không rõ mõm ở nơi công cộng, vốn đã là một vấn nạn nhức nhối từ lâu. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi online toàn cảnh. Bình luận về vụ việc, đại đa số ý kiến đều cho rằng
không chỉ cần xử phạt nặng với sự hung hãn của chủ chó, mà cũng phải có hình thức răn đe về hành vi thả rông chó không xích, rọ mõm, gây nguy hiểm tính mạng người khác. Và đặc biệt là càng không thể nhân danh yêu động vật để lấp liếm cho thói côn đồ của mình. Đương nhiên là tác động vật lý thì không nên, thì cũng là sai rồi. Thường thường những cái người mà người ta nuôi chó mèo, thực ra người ta rất là yêu chó mèo. Chó mèo không phải còn là thú cưng của người ta nữa, đôi khi là bạn và đôi khi là người thân luôn. Nên là cũng có thể xuất phát từ cái tình yêu thương của người ta quá, nên người ta mới có những cái hành động như vậy. Mới đây, trong công văn gửi đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhấn mạnh hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, dây xích, rọ mõm là hai thứ bắt buộc nếu người chủ muốn đưa chó ra nơi công cộng. Thậm chí một số còn phải gửi thú cưng đi học lớp huấn luyện nghe lời trước khi đem về nuôi. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu việc cho chó đi ra các nơi công cộng hoặc là các nơi sân chung cư, những nơi công cộng khác mà không đeo mõm cho chó hoặc là không xích chó, thì hành vi này có thể là bị xử phạt từ 1 triệu đồng tới 2 triệu đồng. Con chó dù to hay nhỏ khi đưa ra nơi công cộng hoặc là những nơi sân chung cư hoặc là những công trình công cộng khác hoặc là công viên thì bắt buộc là phải đeo mõm hoặc là phải xích lại. Thứ nhất là chế tài chúng ta chưa thực hiện nghiêm. Cái thứ hai là chúng ta phải đề cập và chúng ta đánh giá cái vai trò của cơ quan địa phương, cụ thể như là các cơ quan ủy ban, phường, xã, những người làm công tác cán bộ địa phương này phải có những cái xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, trong sự việc đang gây xôn xao kể trên, câu chuyện liệu có nên nuôi chó ở chung cư vốn đã gây tranh cãi từ lâu lại tiếp tục dậy sóng. Bởi nhiều người cho rằng ngoài khả năng tấn công và đe dọa người khác, không ít chủ nuôi lại mặc nhiên để thú cưng phóng uế tại các không gian chung gây ô nhiễm môi sinh. Khoảng 3 điều 35 của Nghị định 99 ban hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở đó 2014, thì trong đó có một cái quy định đó là chăn thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư là hành vi bị nghiêm cấm trong cái quản lý và sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên đó, nếu mà đứng về góc độ pháp luật đó, về giống vật nuôi đó, thì không có quy định chó mèo là gia súc, gia cầm. Do đó cái việc mà nuôi chó mèo trong nhà chung cư thì nó không thuộc hành vi cấm theo quy định. Xong chúng tôi thấy rằng ở mỗi chung cư đó thì có cái ban quản lý, và ban quản lý này sẽ có những cái quy định khác nhau về việc nuôi thú cưng để không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Đã đến lúc cần những quy định thật sát sườn từ các cơ quan chức năng hơn là phó thác vào sự cứng rắn của các đơn vị vận hành quản lý chung cư hay ý thức của từng cư dân. Nếu chính quyền sở tại không nghiêm, không mạnh tay xử phạt thì sẽ không thể làm ý thức của một bộ phận người nuôi chó chuyển biến tốt hơn. Tiếp tục chương trình cùng chuyên mục Sách là bạn. Thưa quý vị, vừa qua thì tác giả người Hà Lan Dicky Bay vừa có buổi ra mắt giới thiệu quyển sách mang tên Nostalgia for the Countryside, tạm dịch là Hoài vọng đồng quê, đến với công chúng. Đây là quyển sách tiếng Anh đầu tiên viết về đạo diễn Đặng Nhật Minh, lấy cảm hứng từ các bộ phim tiêu biểu của ông. Nói về cơ duyên chắp bút nên tác phẩm này, thì tác giả Dicky Bay cho biết điều này đến với ông một cách rất tình cờ, xuất phát từ những ấn tượng sâu sắc của ông đối với hình ảnh người phụ nữ Việt trong các tác phẩm phim ảnh của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Quyển sách Nostalgia for the Countryside, Hoài vọng đồng quê được khởi thảo từ năm 2015 và hoàn thành vào năm 2019. Nội dung sách được lấy cảm hứng từ các bộ phim tiêu biểu của đạo diễn Đặng Nhật Minh, cung cấp cho người đọc nhiều thông tin về con người, cuộc đời vị đạo diễn này cũng như các vấn đề xã hội đương thời. Quyển sách bao gồm 4 phần chính: tiểu sử đạo diễn Đặng Nhật Minh và sơ lược nội dung các phim, phân tích và bình luận về các tác phẩm qua hình tượng trong phim, những buổi gặp gỡ, giao lưu của vị đạo diễn, tiểu sử đạo diễn Đặng Nhật Minh và tác giả Dicky Bay.
Tôi nghĩ trao đổi văn hóa là một yếu tố quan trọng để chúng ta hiểu nhau hơn. Văn hóa là cánh cửa để chúng ta thấy tập tục, cách sống và tín ngưỡng của nhau. Saigon Times tổ chức buổi lễ ra mắt sách Nostalgia for the Countryside của tác giả Dickie Bice. Quyển sách là câu chuyện về những trải nghiệm của một người đã sống và thực hiện các thước phim tài liệu về Việt Nam của đạo diễn Đặng Nhật Minh, từ đó cho thấy chiều sâu văn hóa của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng sau cột mốc 50 năm, Việt Nam và Hà Lan sẽ làm được những điều to lớn hơn và tuyệt vời hơn cho quan hệ giữa hai nước. Thông qua sách, người đọc sẽ khám phá được nhiều hình tượng nhân vật khác cũng như là những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Chia sẻ về những khó khăn khi viết sách, tác giả cho biết ông mất khá nhiều thời gian để phân tích nhiều dữ liệu về văn hóa và những báo cáo khác nhau để tiếp cận dễ hơn với người Việt Nam. Theo ban tổ chức chia sẻ, toàn bộ nguồn thu sau khi bán sách sẽ được thực hiện cho chương trình hỗ trợ chi phí dạy kèm hàng tháng cho trẻ em mồ côi tại làng SOS Gò Vấp và trường mầm non ở Quảng Thái. Và để nắm rõ hơn về tình hình thời tiết diễn biến hôm nay như thế nào để có thể chủ động trong lịch trình di chuyển thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại chị Nhi Lê. Xin chào chị Nhi Lê. Chào quý vị đang theo dõi thời tiết 24 giờ. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc Bộ, trời tiếp tục lạnh, có nơi có rét, vùng núi có nơi dưới 17 độ, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại khu vực Đông Bắc Bộ. Lưu ý thời tiết lạnh như hiện tại sẽ ảnh hưởng đến bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ em và người cao tuổi. Để chủ động phòng tránh, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, cả lượng và chất. Thời tiết tại khu vực của miền Trung, ngày hôm nay có một số nơi sẽ có mưa nhỏ và sương mù. Cụ thể tại Bắc Trung Bộ, các thành phố Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh cũng sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng sớm. Trưa và chiều thì trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động từ 23 đến 26 độ. Trung và Nam Trung Bộ trong hôm nay thời tiết mát mẻ, dịu mát, nhiệt độ trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Còn đối với khu vực của phía Nam, nắng đẹp, thời tiết chủ đạo ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong khoảng từ 28 đến 32 độ, thời tiết khá dễ chịu. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng lên từ sớm, cường độ nắng khá mạnh vào buổi trưa và chiều. Miền Đông gồm thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 35 cho đến 36 độ. Còn Cần Thơ và các tỉnh miền Tây khác sẽ dao động từ 32 đến 34 độ. Và sau đây sẽ là bảng nền nhiệt độ tại các vùng trên cả nước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về một lễ hội rất đặc trưng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, trong rất nhiều lễ hội văn hóa ở nước ta thì lễ hội Chọi Trâu là nghi lễ đặc biệt của bà con nông dân trong dịp đầu năm. Hàng năm vào hai ngày 16 và 17 tháng Giêng âm lịch, người dân tại xã Hải Lưu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc lại tưng bừng mở lễ hội Chọi Trâu, cầu cho mưa thuận gió hòa, một vụ mùa bội thu. Và đây là một trong những lễ hội văn hóa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc bởi nó biểu trưng cho tính cộng đồng và đặc biệt hơn là gợi nhớ về cội nguồn cũng như là giáo dục tình yêu quê hương sâu sắc. Việc chuẩn bị lễ hội được diễn ra từ nhiều ngày trước đó. Trước đêm lễ hội là lễ tế thằng Hoàng Làng, nét tưng bừng nhộn nhịp hòa cùng những chén rượu nhỏ, lời ca tiếng hát và những câu chuyện dự tính làm ăn trong dịp năm mới. Khi trời rạng sáng, mọi người sẽ cùng chuẩn bị cho trâu vào xới chọi ngày mai. Tất cả đều vui vẻ và bình dị như chính con người nơi đây. Tùy vào từng năm mà số lượng trâu nhiều hay ít, trâu được chọn phải đáp ứng những tiêu chuẩn như là ngoại hình đẹp, cân đối, lông màu đen, da trê. Nét đặc biệt so với nhiều lễ hội chọi trâu khác chính là trâu không phải được nuôi theo cá nhân và được các tập thể cùng tham gia nuôi dưỡng và chăm sóc. Chính nét đặc sắc này đã khiến cho bà con nông dân trong vùng thêm gần gũi và thân thiết với nhau hơn.
thường thì lễ hội chọi trâu được diễn ra 3 vòng. Mỗi vòng sẽ chọn ra những con trâu khỏe nhất, đẹp và duyên dáng. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, hấp dẫn và nhận được rất nhiều sự cổ vũ của người dân. Tính đến năm 2023, lễ hội được khôi phục 21 năm, trở thành một lễ hội nổi tiếng, ngày càng được nhiều người biết tới. Thưa quý vị, những hình ảnh tưng bừng tại lễ hội chọi trâu ở tỉnh Vĩnh Phúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày mới của chúng tôi hôm nay. Và hy vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi truyền tải đến quý vị hôm nay sẽ hữu ích cho quý vị. Và xin được chúc cho toàn thể quý vị và các bạn sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng cũng như là học tập và làm việc hiệu quả. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.